Chào mọi người nha. Và chuyện là mình vừa mới mua được một cái quần sọt. Hình chi tiết hình hoạt hình như thế này nè. Quần đùi cho nam nữ luôn, mặc ở nhà luôn. Size này là từ 38 đến 65kg. Mình mua cái loại mà quả tiết báo hồng nha mọi người. Mình thấy cũng tò mò. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem để coi cái quần này nó như thế nào. Mình mua với giá là 10.500 đồng nha. Ở phía bên trong còn có cái miếng cảm ơn và miếng hướng dẫn bảo quản nữa nè. Shop còn tinh tế tặng cho mình thêm hai cục kẹo. Dạo gần đây thì mình thấy mấy đồ mà shop nón hay là shop quần áo đâu á, người ta thường cho kẹo. Đây, cái quả tiết báo hồng nè mọi người có thấy chưa? Mình săn được có một cái à. Cái này bằng ở nhà cũng vui lắm á, hay là sử dụng làm quần cặp đó mọi người. Cái quần mà màu đen á, rồi nó có thêm những quả tiết mà màu đỏ hay là màu hồng như thế này nè, nhìn nó nổi bật lắm. Mình thích cái quần mà màu đen mà cũng có quả tiết hình dịch vàng đó mọi người, nhìn nó còn nổi dữ nữa. Quần này thì để mình trải ra cho mọi người xem thì nó như thế đó. Nhìn cái mặt chú báo hồng kìa. Quần này mà mặc ở nhà thì đã lắm mọi người. Chất liệu của nó là nó cũng mỏng nha, nhưng mà quần này mặc mát nè, mình nghĩ ở nhà mặc mát lắm, cũng mịn nha. Lưng thun thì nó không có xịn cho lắm, nó chỉ kiểu như là nó cũng giãn nha. Đường may đồ mình thấy thì quần giá rẻ nhưng mà cũng ít chỉ thừa nè, cũng tốt nè. Mà mình nhìn thấy cái quần mình mắc cười quá mọi người. Nhìn rồi, quần này mà mặc ở nhà hay là mình mặc đi ra đường rồi là nổi bật lắm á. Cũng đẹp ấy chứ. Quần cũng có hai túi nha, hai bên cũng có hai túi cho mọi người nè. Hai túi luôn. Thường thường á là những cái túi này người ta sẽ may ở bên trong như là cái bọc ni lông vậy đó, nhưng mà cái quần này thì người ta may là cái vải của quần luôn. Mình đánh giá cao về cái này. Ở phía bên trong thì nó sẽ lót màu trắng. Quần này chỉ có một lớp thôi chứ không có hai lớp nha. Độ dày cũng vừa phải thôi, tại vì quần này như là quần mặc ở nhà, quần ngủ vậy mà. Rồi, sơ sơ thì cũng chỉ như thế thôi. Đây là clip nhanh của mình chia sẻ về cái chiếc quần độc đáo mình săn được ở trên Shopee. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.